Trong khi đó, thì tập đoàn Foxconn hôm qua khẳng định sẵn sàng chuyển hoạt động sản xuất của Apple khỏi Trung Quốc nếu hãng này muốn chuyển chuỗi cung ứng của mình do tranh chấp thương mại hiện nay giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Foxconn hiện là tập đoàn chuyên lắp ráp các sản phẩm điện thoại iPhone của Apple tại Trung Quốc. Theo Foxconn, 25% công suất của hãng này xuất phát từ các nhà máy được đặt bên ngoài Trung Quốc đại lục. Do đó, Foxconn hoàn toàn có đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu về sản phẩm Apple trên thị trường của Mỹ. Dù cả Apple và Huawei, hai tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ và Trung Quốc bị kéo vào cuộc chiến thương mại, đã có một số điều chỉnh về đơn hàng. Song đến nay, Foxconn chưa phải gánh chịu hậu quả đáng kể từ sự thay đổi này. Theo ước tính của giới phân tích, 50% doanh thu của Foxconn phụ thuộc vào lắp ráp sản xuất cho Apple. Trong khi đó, Apple không chỉ sản xuất phần lớn iPhone tại Trung Quốc mà còn phụ thuộc vào thị trường đông dân nhất thế giới này.